Thảo xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thảo Lương Cuộc Sống Hợp Pháp. Thì hôm nay Thảo sẽ ăn cơm với lại canh chua thơm với lại thịt ớt xào sả nghệ nha. Rồi đây mình có thêm cái chén nước mắm y cắt ớt vô thôi. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng ăn cơm trưa với Thảo nha. Trời ơi, bữa nay cái món này là bảo đảm hết nồi cơm luôn nha mọi người. Canh chua thơm này thì Thảo nấu với lại cà chua, đậu bắp, giá. Mình có đậu bắp nữa nè. Cái đậu bắp cái màu hết xanh luôn mọi người. Cái đậu bắp này là Thảo mua rồi Thảo để đông lạnh á. Bữa nay nấu canh chua cái Thảo lấy Thảo bỏ vô. Cái này Thảo có nêm với lại rau tằn dày lá cho nên nó thơm dữ lắm. Thịt ớt. Này, nguyên cái đùi ớt, Thảo để nguyên cái đùi luôn. Ớt này là ớt đông lạnh nha mọi người. Ớt đông lạnh thì nó không có bằng ớt ấy, nhưng mà có ăn là mừng rồi mọi người ơi. Người ta bán cái đùi không à. Giống vậy nè. Có ăn là mừng rồi. Canh chua thơm nóng hổi luôn. Ớt. Canh chua thơm này không nấu với cá. Xả. Chua chua ngọt ngọt ngon ngon. Đây Thảo nấu với cá nha. Cá này là Thảo phi lê ra mọi người, phi lê ra Thảo nấu. Thảo phi lê xong Thảo lấy cái xương Thảo lau nước nó, tại vì để nguyên con nấu á, mình quậy tới quậy lui Thảo sợ nó nát, cái nó bị xương á, con nít ăn sợ mắc cổ, cho nên Thảo phi lê ra Thảo nấu luôn. Thảo là Thảo khoái canh chua thơm nhất luôn. Canh chua là Thảo thích à. Nhà được một cái hai vợ chồng đều thích canh chua. Chua chua ngọt ngọt nóng nữa. Bữa nay cái món này bảo đảm cái nồi cơm, Thảo giác sạch cái nồi cơm luôn. Ớt. Nó cay. Sao kỳ ta. Ớt mà cắt ra vậy Thảo ăn thì được, mà Thảo cắn cay quá. Cay quá, cay quá. Ngộ ha. Cắn nguyên trái chịu không nổi. Cay.
Ngon. Ếch này á, chắc là ếch nuôi á, cái người ta xuất khẩu, bỏ đông lạnh người ta xuất khẩu qua. Cho nên cái đùi nó bự. Cái này á mình kho sạch sạch tới mọi người, xong rồi luộc rau chấm ăn ngon lắm. Bên này Thảo ăn với canh chua cho nên Thảo kho cạn luôn. Xả với tỏi thơm. Còn sống bay luôn. Bữa nay mình ăn bữa cơm dân dã. Cái đùi thịt không mọi người. Cái này giờ mình bỏ bún vô. Bỏ bún vô ăn cũng ngon. Cá này họ nấu là cấp 3 nha mọi người. Con gì? Thảo thấy có cái món cháo ếch Singapore, không biết ngon không? Thảo chưa ăn bao giờ hết.
Sườn quá trời ta. Tại vì người ta cái đùi á, mọi người người ta có cắt lên tới cái phần lưng á, cho nên nó có xương, nhỏ xương. Cái tô canh tới giờ cũng còn nóng rồi mọi người, bốc khói. Bữa cơm quá ngon luôn. Rồi mọi người ơi, thì bữa cơm hôm nay của Thảo sẽ kết thúc ở đây luôn nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.